Ôi. Mạnh lên. Thanh niên, thanh niên bất ngờ bị bà cụ đá. Ôi, nắc ao nó luôn bà cụ. Đá vô hông đó. Thanh niên đột nhập nhà bà cụ bị giết chết tiền cho ông kìa. Trả nhà con không bà trả thì con đâu biết đâu, con đâu biết. Rồi ông đi rồi. Rồi mất 20 rồi. Chuyên môn vậy không? Chuyên môn vậy hả? Lấy tiền bà hả? Sao kỳ vậy? Hả? Lấy thiệt chứ hả? Lấy thiệt chứ luôn hả? Trời đất ơi, có khi lấy 30. Lấy tiền kìa. Hả? Chủ nợ kiếm bà kìa. Bà có thiếu nợ không? Ai lại kiếm bà? Ra đi, bà ra đi trả nợ kìa. Chủ nợ không? Tụi nay cho tù lung chủ nợ chứ nghe. Hả? Ồ, tím rồi kìa. Rồi biết ai không? Chủ nợ biết ai không? Rồi, không biết. Quá được con ơi. Con ơi. Trả tiền xe ôm cho bà. Quá trời kìa. Sao vậy? Ừ. Ê, em mở cửa vô đem quà vô nhà cất đi chứ. Ừ, có. Thì thường là anh chở bà đi chợ hả? Ừ, còn dĩ đâu đó. À. Chở bà nha. Mỗi mới dám chở, mỗi mới dám chở. Gì? Hả? mỗi dám chở chứ. Có đồ thay đó. Này thấy gọi là anh xe ôm gan dạ nè. Đây anh nó dám chở. Ai dám chở? Đâu có. Bánh đi sách cửa. Vậy hôm nay nói đi xe ôm đi vô bà cậu anh vô vô chú quà đâu cái. Đó, có nãy gì không? Quà đến đây đi. Ừ. Con nước thì có tiền nữa. Ừ. Có trả tiền sơm ta không kìa. Ừ. Không. Dạ bà nói đi, bà có trả không? Trả tiền sơm kìa. Không. Kìa. Rồi đi sơm, sơm rồi tiền rồi kìa. Mày. Ông kêu trả tiền sơm. Ông kêu trả tiền sơm kìa. Trả tiền sơm. Con. Không bà trả thì con đâu biết đâu, con đâu biết. Bà chứ không tính. Rồi ra đi. Hỏi nhiêu? À. Nhiêu tiền ra? Hỏi. Đưa 10 ngàn, 20 ngàn gì đó. Kìa, trả tiền nhóm đi chứ. Đi gì vô không vậy trời? Đâu có. Có với 20, cho con với 20 đó đi. Với 20 kìa. Này con. Với 20 nè, nãy ổng đưa đó. Đó, rồi. Rồi. Đó, coi cầm đó, còn về tiền lớn không đó. Rồi. Rồi. Đó. Rồi đi, cảm ơn nha. Rồi. Đi rồi đó. Ừ. Đi rồi đó. Rồi, lấy 20 đi rồi đó. Xong luôn. Ừ. Rồi cất tiền. Có nói gì không? Ừ. Có nói gì không? Ừ. Sao? Sao? Sao im ghê vậy? Không đi rồi kìa. Không đi rồi kìa. Có rồi không? Có rồi không? Thôi, để đó mốt ông trả bà đi. Ta trả mối. Ờ, ta trả mối là đi đó giờ trả lấy có 20 ngàn à. Rồi. Thôi đi nha. Ừ. Dạ. Tính sao? Rồi, bây giờ. Rồi ông đi rồi. Rồi luôn. Rồi mất 20 rồi. Sao? Chuyên môn vậy không? Chuyên môn vậy hả? Lấy tiền bà hả? Sao kỳ vậy? Hả? Lấy thiệt chứ hả? Lấy thiệt chứ luôn hả? Trời đất ơi. Có khi lấy 30. Vậy nãy con tự trả được rồi. Có đừng quay lên. Quay luôn cái gì? Đâu có gì đâu. Nhiều khi ông trả mối bà mà bời. Không sao đâu. Mốt ông trả bà không tính tiền. Ôi, vô trong đi, vô trong đi. Mà tính là lấy giả luôn hả? Lấy thiệt luôn hả? Đi đó 20k. À, thôi đưa cho con ăn chia ra uống nước con để trộm nghiệp. Tính ông lấy giỡn không lấy? À, để trộm nghiệp con. Ừ. Rồi bị mất hết 20 rồi, tưởng đâu ông lấy chơi, ai ngờ ông lấy thiệt luôn rồi. Trời ơi. Đi mất tiêu luôn. Vô nhà đi bà cụ ơi, vô nhà lấy gì con. Trời ơi, chở con khúc mà lấy 20 thôi. Vài bữa gặp ổng chở không trả tiền nữa nha. Trời ơi, dễ à. Dễ à. Dễ à. Dễ à. Bữa kia ổng chở đi không lấy tiền, không trả tiền nha. Nhớ nha. Chưa được 200 mét. Không, nói chung là giờ á. Ổng hôm nay là ổng chở bà đi nhiều lần lắm rồi. Chở chẳng trả tiền. Chứ phải mới đây. Trả luôn. Hồi nãy ổng nói ở Trung Liêm vẫn lấy tiền chứ không bao giờ. Ổng lấy giá rẻ thôi. Lấy không? Ờ lấy chứ. Ổng lấy giá ít thôi. Lấy chính xác bao nhiêu? Mấy ít cho bà hà, kệ đi không có gì đâu. Thế là đâu dễ gì rồi. Hết lấy tiền mà làm gì. Nó móc ruột nó ăn đi. Lấy 20 cho bà cầu nghỉ. 20 bà chửi nãy giờ.
chứ đâu phải như mình vậy, còn mình còn đạo đức đồ còn có 20 mà buồn luôn rồi kìa, 20 mà bây giờ nó lao nãy giờ quá trời luôn. Tính đâu lấy dẫn hả? Biết rồi, dọn nghe cái tiếng nói là cũng biết rồi. Biết liền hả? Ừ. Tức quá hả? Rồi tự nhiên vậy cái mất 20 ha. Biết vậy gì trốn luôn rồi kìa. Biết vậy trốn luôn ha. Rồi nói chứ ổng giữ mốt ổng gặp bà ổng cho bà ổng hết rồi, không có gì đâu. Ha. Cất đi. Ngại ấy con mấy anh em để đi mua nè. Thầy kia uống con. Thôi, để đồng nghiệp con có tiền. Có tiền ngoài có tiền. Tiền đâu? Con tiền con cho bà đó chứ tiền đâu? Không học. Trời ơi. Bà tính mua hối lộ tụi con hả? Ngoại cất đi để hả? Dành ăn Tết nè. Cất đi để dành Tết. Bỏ túi. Biết đó là nhiêu không? Cái này để dành để không có thôi. Mốt con qua là mất là con không dạ, cho gì? Nữa đó. À. Bữa là mất rồi. Mốt con qua mất con không cho nữa nghe con nói rồi á. Bà về thương bà không hết, ai đâu lấy tiền bà làm chi. Con phải đi ngang gặp cho bà hoài hổm có cái chị Việt Kiều gì đó mấy chủ quán kể ghé cho 400.000. Mới đây mà giờ trong túi vạch ra không còn cát. Dạ. Dòm nữa. Dòm nữa. Kìa con mà lên kìa. Tới kìa. Con lên tới kìa. Rồi, trời có đi dòng. Rồi. Kìa đang lên tới kìa. Thôi chạy à, con về trước à, chạy à. Bánh bà để mớ ăn còn mớ, ví dụ con bà có lên cất thì lấy cất. Ha. Cất thì nhớ ăn nha, để cất thì nhớ bà nhớ nhắc với nhớ bà nhớ nhắc cái lon sữa nói quậy cho bà uống. Nãy con gặp mà con quên hỏi rồi, cô về dưới rồi. Con dâu bà về dưới rồi không có gặp. Con trai con dâu bà nhắc nhớ quậy sữa cho bà uống. Con trai ở dưới nó bưng lên. Ừ. Sáng á con. Nó sáng ăn đi xuống. Trời ơi tội nghiệp, mấy ông về đây đi xe mất 20.000 buồn. Buồn hả bà? Dạ. Buồn không? Mất 20.000 buồn không? Buồn không? Phải con chút chiếu bà. Tức không? Tức không? 20.000. Tức không? Tức hả? Con này. Kiểu con đi lấy con thấy mua. Con đâu biết, con tưởng ổng dẫn chơi với bà. Trời ơi. Ông đó mà nói chuyện chơi. Lâm liền hả bà? Lâm tiền liền hả? Lâm tiền liền hả? Trời, đây đó 20.000 hả? Mốt nè, mốt chở là không trả tiền. Nhớ nha. Dễ. Dễ gì. Nha. Mai mốt mà bà kia ông chở đi xa không trả tiền. Nó mày lấy tiền tao rồi, bữa nay tao không trả nữa. Ha. Dễ. Dễ giàu gì. Giàu. Dễ giàu. Kỳ quá. Con mình đi tu mình không ấy. Đạo đức mình để dành sao? Con nó đội lên đâu? Đang lên tới đó. Trời ơi. Trời ơi. Vô rồi thì không tránh gì đó. Con trai bà lên tới luôn kìa. Lần nào quay là bà cũng laptop bà sợ bà nhìn ra. Không nhưng mà bữa nay là đừng sợ nữa. Tại nãy con có nói chuyện với con bà rồi. Nãy con có nói chuyện rồi. Con bà thương bà lắm nha. Hiểu lầm thôi. Mẹ con nói chuyện vui vẻ nha, không có gì hết. Thương bà lắm. Nha. Nha bà. Rồi mai mốt đi gặp gặp người ta thì cũng kể có con có cháu đồ đàng hoàng nha. Đừng có nói không có con có cháu nha. Giận thì giận nhưng mà cũng phải nói thiệt kể nha. Đàng hoàng tôi có con có cháu đàng hoàng. Có hai đứa đó ha. Mà tại tôi thích vậy đó. Rồi ai thương tôi thì thương. Đó, vậy hả bà ha. Nói chung là thương bà không hết anh chị ơi. Rồi chào đi. Chúc con cháu về bà buồn không? Hả? Chúc con cháu về bà buồn không? Rồi. Không dám tới ông chứ không buồn. Dạ không. Phải cháu bà cụ không? Dạ không. Không. Chứ ai đây? Không mà còn tốt con cháu. Hàng xóm. Hàng xóm. Chú nợ. Tìm bà cụ này kìa. Ai chú nợ tìm kìa. Hả?
chủ nợ kiếm bà kìa. Ai có thiếu nợ không? Ai lại kiếm bà? Ra đi, bà ra đi trả nợ kìa. Chủ nợ không? Tụi này tùm lum chủ nợ cho nghe. Trời ơi, tím rồi kìa. Rồi biết ai không? Chủ nợ biết ai không? Rồi, không biết luôn rồi. Mới đi quên rồi. Biết ai? Ra đi, ra ngoài. Không thấy đường, còn thấy đường luôn hả? Được. Nói tên quên luôn hả? Chủ nợ tới có tiền trả nợ tao luôn đó. Nhớ con không? Hả? Không nhớ luôn rồi. Mấy nay sao không ghé quá ăn cơm? Quên rồi, luôn quên. Không thấy đường, đi đâu nghe sao? Tiếng không nhớ luôn. Hôm qua con mới gặp đi Vũng Liêm đây. Đi khơ khơ vậy à? Dạ. Không ghé ăn cơm nữa. Trả tiền đi, cầm tiền, trả tiền tao đi. Trả tiền cơm hôm nay kìa. Không gài mình không có tiền này, có tiền cho bạn nhiều hộp cơ mà bà trả nhiều hộp. Cắt đi. Anh này là cái người mà chỉ nhớ chưa, nhớ chưa? Bà cũ ấy cả nhà. Hơi quá, không có nhớ gì. Trời à. Hôm nay ảnh lại ấy cho bà vụ cơm nè. Thôi cắt đi, cắt mua bánh ăn. Cầm giùm ba cái máy nha. Bà cụ cắt đi mua bánh ăn. Bữa nay nhìn ba ốm vậy hả? Nay ốm hay nay cơm ốm vậy? Nay đi nhiều quá nè. Hôm giờ đâu có ăn cơm sườn của anh đâu. Mấy nay vợ em xanh. Có quán không? Dạ có, bán lại hồi mấy bữa nay rồi. Hôm anh nay chủ quán cơm anh Nguyệt ở cũng mắc đây nhớ rồi. Còn thấy mà chỉ cho bà cụ bán cũng đâu có chia sẻ hoàn cảnh bà cụ còn lại. Trời ơi. Hôm bữa là ảnh là cái người giới thiệu cho các anh em mà quay bà cụ. Thì ảnh cũng thường xuyên là ở gần đây đem cơm cho bà cụ. Thì em thì không có xuống này hoài mà bà thì bà không có giữ tiền nhiều được đó, bà ngoại thì không có giữ tiền nhiều được, cho nên là bây giờ là em cũng nhờ anh ở đây thì anh làm từ thiện làm phước rồi thì anh giúp cho bà luôn ha. Thì thay vì anh đem cho bà cơm thì cái nọ đó thì anh cứ tính để em gửi cho anh 2 triệu. Để mà như anh hộp cơm bao nhiêu thì anh cứ tính đủ, anh gửi đủ 2 triệu cho bà thì thôi. Ngày anh cứ làm phước thì anh đem cơm anh chở vô cho bà giùm ha. Ngày cử được rồi, ngày cử được rồi đó, để cho bà ăn cơm. Thôi ngày cho bà 2 cử đi. Nếu mà tại vì chưa với chiều đi, nhiều khi có cơm ở gia đình, nhiều khi gia đình có đem cơm lên thì nó lại dư nó uổng. Ăn cơm buổi trưa tới trưa nè. Buổi sáng thôi, anh đem buổi sáng thôi. Buổi sáng bà được, nhiều khi chiều rồi có con nó đem cơm lên nữa thì nó dư đi, nó uổng cái đó. Bà thích cái nào thì bà nói bữa hôm sau anh lấy cho bà. Thêm cơm sườn hay cơm gà là cái gì phần bao nhiêu thì anh cứ tính đủ 2 triệu thì thôi. Là cảm ơn anh là anh chịu phí cái tiền xăng. Không sao đâu trời. Thường lúc tôi gặp là anh cũng cho cơm bà. Anh cũng thường là anh đã cho cơm bà rồi. Thấy được được quá. Rồi sao nè, giờ nhớ chưa, nhớ tiếng nhớ không? Mai chiều đi ghé con nha. Nhớ chưa? Nhớ tên gì không? Cho bà ăn cơm không nhớ hả? Không nhớ hả? Sáng nay mau quên vậy. Nay có tiền quên hết rồi. Con thì con bị cụ ăn, con cụ ăn. Dạ. Vậy cái là hôm bữa giờ rồi nhớ cơm sườn mà gặm xương không? Con nhớ rồi. Con ạ. Hay luôn á. Không, ra cái bỏ. Vậy con. Con này ốm rồi. Ốm quá. Ốm rõ luôn. Dẹp đi không có canh cảnh thằng Quân. Anh có nếu có đem cho bà súp được. Không có cho á. Mỗi lần đem là đều có cho súp bả đó, cho bà súp cho, với cho bà chuối rồi nữa, nấu chuối chín nữa. Rồi vậy đi hết bà. Cảm ơn anh nhiều lắm luôn á. Tại đâu chứ đâu. Bà chứ không được. Dạ. Bữa sáng là cứ sáng là có hộp cơm rồi đó. Cơm cho bà ăn đi. Con làm gì sao? Khi sáng em đi lấy thịt á là không có bả ở nhà, em cũng để ở trong nhà cho bả. Móc cái móc bên đây nè, móc bên đây phá cửa luôn, phá luôn rồi, khóa luôn rồi. Với lại anh móc ngay chỗ này nè, anh đem đỡ nắng. Dạ. Anh đem cái cửa này nè, cửa này nè, cửa này cũng không có ai lấy nè. Anh đem ở đây là bả thấy à? Dạ. Đem ở đây là bả thấy. Dạ không có ai lấy. Tại sáng mới đi sớm lắm. Đang đi. Rồi vậy ha. Dạ. Rồi cảm ơn nha. Dạ dạ. Rồi thương không. Đó vậy là Tết ăn không có đói đâu nha. Cần nghiệp hết chứ à. Tầm con thôi. Ăn này nó cưng cụ dữ lắm. Nhớ chưa? Dạ nhớ chưa? Nhớ chưa? Tại con tới nãy giờ. Nhớ tới nãy giờ mới nhớ. Hôm nay có điểm ăn cơm mới hay gì? Ngoài ngoài mà dâu lên kìa. Tới nè. Tới nè. Tới nè. Dâu ào. Đó. Đang nhìn. Đang nói chuyện nói với dâu sợ liền. Nghe dâu là sợ liền á, nhìn. Ủa có gì đâu bà ơi. Dung sợ. Nó chứ kìa. Nó khỏi. Cùng mình hết à. Còn mình. Vậy tụi con cũng về nha, chúc bà sức khỏe nha.
ấy cụ đưa coi hỏi cắt đi, cắt mua bánh ăn cắt, đi. Bỏ túi đi. Cắt kỹ á, ngày mốt xuống kiểm tra cái bóp mà hết nè. Để vô bóp đi, bà để vô áo bà quên á. Bóp đâu, bóp cụ đâu. Cái bóp nó nãy bỏ đâu rồi. Bỏ đâu? Bóp bỏ trong cái áo hồi nãy á, áo áo nãy ngoại thay ra á. Hả? Ừ. Áo hồi nãy mày mày lục cái bóp đưa cho bà ngoại đi mày. Trong cái áo bà. Bà nó mò hết rồi còn đâu. Hay mua một bánh cho bà nhóc cái rồi đó. Mốt ăn hôm nay là ăn Tết luôn nè. Để dành. Còn cái đó để dành đi. Mốt buổi sáng là bà có cơm ăn rồi nha. Đưa cái bóp cho ngoại đi. Đưa cái bóp cho ngoại bỏ tiền cho bóp nè. Còn coi cái bóp ăn nè. Không có phải cụ nó ấy đâu. Không còn đâu. Nè nó. Không. Rồi tiền hôm nay đâu? Nè, còn có 1000. Con biết mà. Tiếp chân ơi. Con biết mà. Bà có nói đâu con biết. Bà không nói sao? Không nói ai biết đâu. Bà mình nói nói con mới biết. Nè, còn cái. Nhiều của cụ rồi. Không mà bà cụ đi xuống chợ là người cho 10.000 20.000. Không tốn một đồng bả đâu có tốn. Người nào cũng gặp cho 10.000 20.000 20.000 không á. Hôm bữa là cũng mấy trăm rồi. Tại em đi chợ em gặp bả, người ta bán rau cải người ta cho bả 10.000 20.000 nhiều lắm. Thì ăn nè, nước kìa, nãy cho có trời luôn mà cụ đâu có tốn đồng nào đâu. Cụ là giờ miễn phí đó. Mà nãy giờ càng còn ngàn bất ngờ luôn á. Nước này là nước thùng là đặt sẵn. Bởi vậy tiền nhiều bà ngoại giữ không được cho nên không có đưa tiền cho bà. Có đồ ăn cho bà thôi. Con không có đưa bà giữ tiền đâu. Giữ ít ít cho con để dành vậy thôi. Cho nhiêu đó là để dành xài nha. Đi ra ôm. Đổ cách 20 rồi. Buồn heo luôn. Buồn heo luôn. Tính đâu giỡn không à. Đi ôm lấy 20.000 buồn heo luôn. Đâu lộ vô cho là lấy 20.000 luôn. Buồn heo luôn. Tại tính ra mình đâu có kêu đâu ta. Ông giỡn. Chở đồ. Tưởng đâu ông giỡn chở giùm thôi ai biết. Vô tới 20.000. Cái cây tay là bà quê bà. Thấy không ai bà đợi mới được 200.000 nè, tiền nhóc nè. Lấy một buồn không có 20.000 kệ đi bà ơi. Hay còn nhiều hết chứ, hay không còn hay chưa. Hôm nay thấy bà ít nấu, thấy bà yên hơi yếu yếu rồi. Con là hôm nay gặp múa vỏ hết nổi rồi. Hôm gặp là múa vỏ quá trời luôn mà. Quá trời. Hôm nay xuống rồi. Hôm nay ốm quá rồi. Không có ăn gì đâu. Ốm luôn. Trời ơi, lâu lâu mới ghé một lần mấy bà đó. Dạ tôi. Thôi ngoại nghỉ đi nha, cô con về nha. Rồi cảm ơn anh nha. Dạ. Rồi bye bye ngoại. Cảm ơn con nha. Ở trời nha, mấy anh nè chị. Về giá tối nay cho nó cho đứa miếng à. Nghe cái số con đâu có mua đâu có. rồi con về ngoại ơi. Cụ cảm ơn con nha. Dạ, ơn nghĩa gì. Có ai vô đỡ vợ ơi. Kìa có anh áo đen này, anh áo đen này khá nghi nha. Thủ giỡn bạn đi. Đứng trên đây nè bạn, bạn. Đây nè. Đó. Rồi vô kìa, vô. Rồi cậu, vô. Trời ơi. Mạnh lên cậu ơi, mạnh lên. Bất ngờ bị bà cụ đá. Ôi nó ao nó luôn bà cụ. Đá vô hông đó. Thanh niên đột nhập nhà bà cụ, bị bà cụ. Nó chứ kêu bà cụ chỉ vài thấy vỏ đây. Thế chỉ vậy thấy vỏ bà. Cụ bức tranh Quan Âm của bà cụ đâu bà, cụ thỉnh đâu rồi. Ai lấy mất tiêu rồi. Ai thỉnh? Cô kia tôi thỉnh. Cô nào? Cô nào con thỉnh cho bà cụ thờ mà. Cậu nói thôi để ai mà mấy chú rồi thỉnh khác. Rồi. Ừ. Rồi, kỳ rồi vậy là của anh này đây, vậy là tấm hình Quan Âm của anh này rồi. Quan Âm đẹp quá rồi. Trời ơi. Cầm cái đó hung. Rồi tôi thỉnh đi luôn à hả? Thấy đẹp quá. Chắc chắn mốt thỉnh cái nhà bà đi luôn nha. Cái anh này anh thấy gì bà không có gì thờ anh thỉnh cho hàng chi lấy cho bà luôn à. Vậy con mốt cái nhà coi đàng hoàng nghe, lợi thỉnh cái nhà bà luôn á. Thấy thường ha.